Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản về kế hoạch hỗ trợ NATO mở văn phòng liên lạc tại Tokyo, cáo buộc liên minh quân sự này đang can thiệp vào các vấn đề khu vực và kích động đối đầu. Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản rút ra bài học từ lịch sử, giữ vững cam kết đi theo con đường phát triển hòa bình và tránh làm những việc có thể gây mất lòng tin, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực này. Nikkei Asia dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 5 ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã chứng kiến NATO không ngừng tăng cường quan hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương và muốn tiến về phía đông, can thiệp vào các vấn đề khu vực và kích động đối đầu, ông Vương nói. Phần còn lại của thế giới đang xem xét kỹ lưỡng liệu Nhật Bản có thực sự muốn dẫn đầu tham vọng mở rộng sang châu Á-Thái Bình Dương của NATO hay không, ông nhấn mạnh. Trước đó, Nikkei Asia đưa tin NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Tokyo, Nhật Bản. Đây sẽ là văn phòng liên lạc đầu tiên của liên minh quân sự này ở khu vực châu Á. Văn phòng liên lạc sẽ tạo điều kiện cho NATO tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đối tác quan trọng trong khu vực như Hàn Quốc, Australia và New Zealand, giữa lúc tổ chức này coi Trung Quốc nổi lên như một thách thức mới, bên cạnh mối quan tâm truyền thống là Nga. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lần đầu thảo luận về ý tưởng này khi ông Stoltenberg đến thăm Tokyo hồi tháng 1. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.